khán giả đang quay trở lại với chương trình Sao Quả Sao Kim. Ở vòng này có tên gọi là Chống Và Bên. Chúng ta sẽ có những chủ đề, sau đó thì cả hai đội sẽ xem là đội nào chọn bên, đội nào chọn chống. Nếu mà chống là chống bất chấp và bên là bên bất chấp. Thắng thua sẽ phụ thuộc vào sự bình chọn khán giả. Trong lúc mình đang bên mà chống, khi nghe tiếng chuông thì mình sẽ đảo ngược lại. Ok. Cái đó mới khó khăn. Là mình lật bánh tráng hả? Mình lật vậy. Bây giờ chúng ta sẽ đến với chủ đề đầu tiên. Xin mời. Phụ nữ hay nhõng nhẽo là không yêu chồng. Hay nhõng nhẽo là không yêu chồng. Sai. Sao mà được? Tại vì khi mà thương chồng mình quá phải nhõng nhẽo, cho dù một người vợ mà có mạnh mẽ ở ngoài như thế nào, nhưng mà khi mà thương chồng mình quá về là phải như con mèo, lúc nào phải nhõng nhẽo. Đúng rồi. Chồng đang đi làm về mệt nhõng nhẽo nhẽo tát 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 làm sai liền. Dạ đúng rồi. Anh đi làm về mệt đi, tự nhiên cái em nhõng nhẽo, anh chửi em liền. Hôm bữa anh mới chửi em tức thì. Cùng lắm là làm chồng bực chứ không phải là không yêu chồng, phải yêu mới nhõng nhẽo. Nhõng nhẽo là yếu đuối. Thường là vậy nè, phụ nữ á, thể hiện tình yêu bằng nhiều cách và nhõng nhẽo là một trong những cách đó. Tức là phụ nữ là phải dễ thương, phải nhõng nhẽo, còn nếu không nhõng nhẽo lấy thằng đàn ông sướng hơn. Tôi thì tôi thấy chị Harry hồi trước là một người phụ nữ rất hay nhõng nhẽo. Nhưng mà từ khi lấy chồng về tụi em không thấy chị nhõng nhẽo nữa, sao vậy chị? Vậy chồng chị nói vậy nè, nhìn giả tạo quá không chịu nổi. Chồng nói là hả, nhõng nhẽo nhìn rất là giả tạo, không có thật. Em nói gì em nói nha. Thì hồi xưa đã từng giả tạo, không thể nào chấp nhận được. Phụ nữ là phải là nhõng nhẽo, giả tạo, không thể nào chấp nhận được. Ai cũng nói là giữ hạnh phúc của Harry và anh chân thành là như thế nào, thì Harry phải nói là đó là sự nhõng nhẽo. Thì chồng nói là hả, nhõng nhẽo nhìn rất là giả tạo, không có thật. Giả tạo. Mới nói cái kia giọng giật, mới là cái này. Đây giống như là em là Harry, chị là chồng nha. Đó, xong em nhõng nhẽo chị thử đi. Đó, rồi em nhõng nhẽo đi. Không ấy, chị để Jun làm chị được không? Chứ em làm chị nó không ra. Chị Harry đi cưng. Chồng ơi, hôm nay em mệt quá, massage cho em cứ đi. Trời ơi, cái thứ giả tạo hả? Trời ơi, con này. Rồi, vô đây em ra rồi. Đó. Giả tạo là vậy đó. Tức là miệng thì nói giả tạo, nhưng mà thật ra đó là cái chiều người yêu mình. Chết rồi. Trời đất ơi, chồng tôi đã bảo với tôi là gì? Con gái sinh ra là phải biết nhõng nhẽo với đàn ông của mình. Tại sao cái đó là vũ khí của phụ nữ mà không biết dùng? Mình đi làm vậy mệt, cái sự nhõng nhẽo là để dành cho người đàn ông. Đàn ông phải nhõng nhẽo. Nhõng nhẽo ngược lại với phụ nữ. Phụ nữ ở nhà chăm sóc, rồi phụ nữ chăm đàn ông mới gọi là thương. Tại sao đàn ông được quyền nhõng nhẽo nhưng phụ nữ thì không? Giờ anh nhõng nhẽo với em mà em nhõng nhẽo ngược lại với anh là giống như hai đứa con nít. Em là một người rất là ít khi xin ai quà hay là vòi ai quà hay là nhõng nhẽo với bất kỳ người nào, bạn bè, cha, bố mẹ không bao giờ nhõng nhẽo. Nhưng người yêu em sẽ nhõng nhẽo. Nhõng nhẽo sao? Em nhõng nhẽo sao? Nhõng nhẽo những cái như là trời cắt móng tay cho em hay là cái gì đấy. Em nhõng nhẽo được cái gì em nhõng nhẽo? Nhõng nhẽo coi. Em nhõng nhẽo thử xem. Cắt móng tay cho em mới trời. Trời ơi, nghe nó chán. Móng tay em dài này. Gì vậy sao chịu nổi? Có một lần em đi làm về, em thấy chồng em uống rất nhiều. Và em mới hỏi là anh ơi, tại sao anh uống nhiều như vậy? Thì chồng em nói là anh rất là buồn em. Có phải em không còn yêu anh nữa không? Em hỏi tại sao anh lại nói như vậy vậy Đạt? Ông mới nói là anh không còn cái cảm giác được bảo vệ và che chở cho em nữa. Giả tạo. Anh cảm giác là anh đang lấy một thằng đàn ông. Đó, thấy đó là buồn lắm á. Giả tạo. Em tổn thương lắm và từ đó em trở nên nhõng nhẽo rất nhiều. Mọi người ơi, lúc nào cũng nhõng nhẽo với chồng em. Và kể từ khi em nhõng nhẽo là chồng em uống nhiều hơn nữa. Thì mệt cái đầu quá, căng thẳng quá.
Chủ đề thứ hai là đàn ông lãng mạn là lăng nhăng. Mệt. Cái này mệt. Đúng. Đúng. Đàn ông lãng mạn là lăng nhăng là đúng rồi. Đó là lý do em mới thấy sự lãng mạn ở anh. Đúng rồi, tôi đóng nhiều cái vai lãng mạn lắm cho nên khán giả cứ nói tôi là một thằng lăng nhăng. Ở ngoài có được lăng nhăng không? Đấy chứ. Đó, thì đóng mình đóng lăng nhăng riết là mình bị ám như ngoài đời. Đúng rồi. Cho nên khán giả nói như vậy là đúng. Cái nào phim như đời, đời như phim. Đời như phim, nó ướt vô cơ thể mình luôn. Hại bạn luôn. Gì gì đại cuộc với anh. Anh vậy là ngoài đời, ngoài vợ anh còn lăng nhăng với những người phụ nữ khác. Trời hay ơi không? Là trời. Tại sao lại ép đồng đội của mình vậy? Có không anh? Anh có lăng nhăng với những cô gái khi anh coi phim. Tức là anh coi phim thấy cô gái đẹp, anh muốn lăng nhăng trong tư tưởng anh thôi. À, ngoại tình trong tư tưởng. Ngoại tình tư tưởng. Ừ, ngoại tình tư tưởng. Đúng vậy thôi à, chứ không có. Ngoài đời có nè, không? Vậy có. Nè, tức không ngoài đời quay. Em vậy em có lăng nhăng không? Em cặp người này cặp người kia. Đó là trời. Em cặp nhiều người lắm. Em nói bằng cả trái tim của em. Em nói bằng cái bảng này nè. Anh kể thử tên một vài người xem nào. Lan Ngọc Bích Đào. Dạ. 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 Anh cặp với bà dạ. Tôi không giấu nữa. Nhiều khi tôi cũng lăng nhăng nhắn tin với bà dạ nhưng mà bà không trả lời tôi. Đúng, thật ra đó là tôi biết là những tin nhắn của Lâm mình nhắn như chọc ghẹo kiểu chị em thôi. Bởi vì Lâm là một người rất đàng hoàng. Không, tôi không đàng hoàng. Không, Lâm đàng hoàng lắm. Tôi là người bị ổi vô liêm sỉ. Anh đừng có dối lòng nữa. Bây giờ dạ thấy được sự lãng mạn ở đâu của Lâm. Cái vụ xe bò là tôi quá lãng mạn rồi. Tôi thổi đèn, tôi dẫn bà vợ tôi ra xe bò là tôi quá lãng mạn rồi. Là tôi có ý định hả? Tôi có ý định là giỡn trò rồi. Lăng nhăng liền. Lăng nhăng liền. Người tôi ghê lắm. Khoan đã, vậy nếu như vậy thì chồng em lãng mạn với em là tạo bức sinh nhật bất ngờ cho em đấy. Chồng em cũng lăng nhăng. Lăng nhăng. Chồng em cũng lăng nhăng. Trời ơi, thiếu gì. Em có lăng nhăng không? Một tư anh ơi. Em kể vài cái tên lên nha. Em không tin chồng em không bao giờ. Tại vì chồng em không hề lăng nhăng. Cái này thì em nghĩ rất là đơn giản. Tại vì bình thường á, những người lãng mạn là từ đâu ra? Từ cái tâm hồn yếu đuối và những cái tâm hồn trong sáng của họ. Mà nếu mà từ trong sáng thì làm gì mà cô nghĩ tới cái chuyện là ngoại tình hay là lăng nhăng. Đúng. Quang đã. Những người lãng mạn họ như một cái thỏi nam châm hút phụ nữ vậy. Đúng rồi. Tại vì phụ nữ thường rất là thích những cái anh chàng lãng mạn. Đúng. Quá nhiều người thích mình sẽ tạo ra những cái gọi là sự cám dỗ. Đúng rồi. Ý đồ xấu hiện lên. Nhưng anh không bị cám dỗ chứng tỏ anh không lăng nhăng. Tại anh xấu em cái đó khác. Tại anh xấu em cái đó khác. Ôi trời, chắc anh chắc thành cũng vậy. Bao nhiêu người thích anh nhưng mà anh lấy em sao anh có bao giờ lăng nhăng nữa đâu. Anh lén làm sao em biết được. À, anh đi nước ngoài với em thì anh có quen Mary Linda Barbara. Nè Barbara, nó quen rất là nhiều. Anh nói là Lâm ơi đừng về nói cho chị Harry Won nghe. Và cái hình như là cái chuyến đó cũng có tôi mà. Tôi có mặt mà. Cũng có hả? Đi chung mà. Có mà. À ơi mấy chị ơi. Chồng chồng chồng. Kính thưa quý vị, là đang lãng mạn là rất là lăng nhăng. Chồng của tôi hồi xưa là rất là lãng mạn. Đúng. Thì tôi thấy là chồng tôi rất là lăng nhăng. Quay lại giống như anh chân thành cũng vậy. Bao nhiêu người thích anh nhưng mà anh lấy em sao anh có bao giờ lăng nhăng nữa đâu. Kể vài cái tên anh Thành lăng nhăng à. Mary rồi Barbara rồi tùm lum tà la. Lưu Minh Trang, em vừa nói Vinh Đâu là một người rất lãng mạn, em nghĩ Vinh Đâu lăng nhăng hả? Lăng nhăng có rất nhiều thể loại, không nhất thiết phải lăng nhăng với phụ nữ. Lăng nhăng với đàn ông vẫn là lăng nhăng. Cái gì vậy? Vinh rất thích chơi bóng. Trời, tào lao. Nhưng mà em nghĩ là cái người mà lãng mạn là cái người rất hiểu tâm lý phụ nữ. Mà những người như thế không thể nào mà không có phụ nữ vây quanh được. Chắc chắn sẽ là một người dễ lăng nhăng. Lắm à, lắm. Em còn tính giấu mọi người tới khi nào nữa? Giấu gì? Tất cả những lời lẽ em nhắn với tôi em còn nhớ chứ. Ây cha. Đúng rồi. Em đã nhắn với tôi rất nhiều những lời lẽ gọi là cám
dỗ 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 em một vài câu. Chỉ như là chị già ơi, chị rất đẹp trong mắt em. Thật ra mà nói là Lê Dương Bảo Lâm nhìn ở ngoài ai cũng nghĩ là thô lắm, nhưng mà thật ra thì rất là lãng mạn. Lãng mạn lắm. Giống chị như là cái xe bò gì đó, câu chuyện đó. Ghê chua, trời lãng mạn muốn chết. Chính vì điều đó cho nên cứ chích người này chích người kia như vậy đó. Chích rồi, chích người này chích người kia. Trời ơi, giống con ông đi chích dạo vậy em. Con mũi chích nhiều hơn ông. Mà mọi người nghĩ sao về cái câu này? Tôi nói rằng ông lãng mạn như một cái thỏi 500 hút phụ nữ vậy đó. Tùy người thôi. Nhưng mà cũng tùy. Hút là một chuyện gì? Nhưng mà cái quan trọng là cái người phụ nữ bên cạnh mình yêu thương thì mình sẽ tự động mình quên hết mấy chuyện kia. Đúng rồi. Không phải cứ ai lãng mạn là lăng nhăng đâu. Thường em thấy có những đàn ông họ không phải là ai họ cũng lãng mạn, mà họ chỉ lãng mạn với người phụ nữ mà họ yêu thương thôi. Thôi còn câu cuối là gì? Mời câu cuối cùng. Đàn ông mặc vest hồng, chuyện chăn gối càng mạnh. Ơi, tôi không phải màu hồng. Anh ơi, anh màu hồng, hồng đó. Hồng. Mặt sai. Đúng. Sai. Tôi vẫn đồ màu hồng, tôi không hề mặn nồng. Đúng. Anh ơi, anh không còn nhớ những đêm mặn nồng chúng ta bên nhau sao? Nhưng liền lúc đó anh không còn mặc quần đỏ hồng. Thật ra thì mình nhìn Lê Dương Bảo Lâm thì mình sẽ hiểu được. Đây cái là Lê Dương Bảo Lâm. Cái gì? Tôi xong. Chen chăn gói tôi hời hợt lắm, tôi làm tôi có lệ, tôi trả bài thôi. Tôi không có gì mặn nồng á. Ủa làm gì mặn nồng? Đi làm về mệt mỏi mặc nguyên bộ đồ hồng từ sáng tới chiều rồi, mà về còn mặn nồng nữa, sức nào đâu mà mặn nồng? Mồ hôi mồ kê ra. Nó mặn chát rồi, không có gì mặn nồng. Làm mà bực mình làm khó chịu. Đúng rồi. Làm trong vô vọng. Dương Vũ, em nói đi Dương Vũ. Dạ em nghĩ điều đó là đúng. Tại vì em thấy nó có vần thôi. Chứ còn em cũng chưa có kinh nghiệm với người nào mặc vest hồng hết. Cho nên là đây, em thử. Em vào đây xem có gì đâu. Có gì đâu. Em qua đây anh hồi hộp cho em coi. Trời hồi hộp lắm. Qua cho có lệ thôi. Hồi hộp nè. Xong. Vết hồng này em thử nữa này. Ủa chơi gì? Xong. Chơi chống tìm. Em phải thú thật là mỗi lần mà vợ chồng em đụng tới chuyện chăn gối, em luôn thấy chồng em thay một bộ vest màu hồng. Wow. Thấy chồng em thay một bộ vest màu hồng. Trời ơi trời. Wow. Tôi mà bận đồ màu hồng thì vợ nói chị làm gì bữa nay bóng gì vậy ba? Đúng rồi. Người ta nói là đa số là phụ nữ không thích con trai mặc áo màu hồng, và đa số con trai màu hồng không thích phụ nữ. Còn Lâm, em mặc vest màu hồng em có mặn nồng không? Em đã nói bao nhiêu lần em khẳng định lần nữa là em không có mặn nồng. Mệt. Anh sao anh cứ gài em hoài vậy anh? Đúng. Đi đúng. Đi. Không, cần mà đi vô trọng làm liền liền. Đi anh, đi hồng vô làm liền. Đi có khác chơi. Đi vô trọng làm liền. Ông nổi tính. Đi. Qua ổng nổi luôn. Gì vậy? Đi đâu vậy? Ẩm đầu nữa. Thấy ổng nổi liền. Đi đâu? Đi đâu vậy? Trời ơi. Đồ vết hồng thấy chưa? Thấy không? Đồ vết hồng dễ sợ không? Anh mặn tới đó rồi. Em khẳng định là rất hồi hộp nha mọi người. Trời ơi. Nó bò vô luôn rồi kìa. Trời ơi. Trời ơi cái gì đó chọc chị. Trời ơi. Mệt quá. Thấy chưa, mặn nồng tới lúc em mệt quá luôn mệt kìa. Mệt quá luôn rồi. Đi lại thì vô mệt chứ có làm gì đâu á. Anh nể chương trình đó. Anh ơi, mệt không có nghĩa là mặn nồng. Đúng rồi. Mặt em là mặt đang hưng phấn. Thật ra thì em thì không đồng ý về câu này. Tại vì giống như chồng em nhá. Mệt lắm. Không có thời gian ngủ. Không cho ngủ, mệt lắm. Mệt. Ủa,
Hồi nãy anh có nghe Dạ nói là mỗi lần Đạt mặc vest màu hồng là Đạt rất là thoải mái mà đúng không? Em phải thú thật là mỗi lần mà vợ chồng em đụng tới chuyện chăn gối, em luôn thấy chồng em thay một bộ vest màu hồng. Thật ra là bữa đó chồng em bị xúi á, bị người ta xúi á. Nghe ai xúi vậy? Không biết nghe. Lê Dương Bảo Lâm. Lê Dương Bảo Lâm với lại Vinh Râu xúi là mặc vest màu hồng sẽ rất là mặn nồng. Rồi cái tự nhiên thay bộ đồ ra cái em nói ghê nha, ghê nha. Đàn ông mặc vest màu hồng là sao? Mặc vest màu hồng chứng tỏ là nó yếu đuối. Yếu đuối. Không có mặn nồng. Bánh bèo. Em bắt cởi bộ vest màu hồng ra. Trời ơi, nó rần rần luôn chị. Trời còn ơi. Lúc mà mặc vest á nó dướng díu, nó cà trật cà đội, nó không làm được cái gì hết trơn á. Mặc vest nó dướng díu, nó mấy chuyện này nè, mấy chuyện này tế nhị, anh muốn nghe Xuân Vũ nói. Dạ em nghĩ nếu mà là một người mặn nồng thì người ta vốn là một người mặn nồng, không cần vịn vào cái chuyện vest hồng. Vest đúng hồng rồi. Nó chỉ là một cái cớ thôi, cái chuyện vest hồng người mặn nồng nó sai, nghe nó không có liên quan gì tới nhau hết á. Cái lúc mà em đi chiếc xe bò với vợ em là em bận bộ vest màu hồng luôn đúng không? Màu hồng cánh sen. Màu hồng cánh sen thấy chưa? Thấy chưa? Và em sơn cái môi màu hồng cánh sen luôn. Tưởng bà là thủy thủ mặt trăng. Trời ơi, nếu vậy là, nếu nói vậy là ba em là Sinbad à? Ba. Anh đưa tới phụ huynh em vô luôn rồi. Em cứ đổ thừa anh là anh mỗi lần anh hỏi em có một câu em trả lời tới 10 câu. Nhưng mà em để ý á. Để ý cái gì? Cái gì tốt anh nói ở gia đình anh, còn cái gì xấu anh đưa gia đình em vô. Bậy. Em tự lấy gia đình em làm thí dụ. Thì đó, cái chuyện mà yếu sinh lý là em tự nhận ai. Ai đâu. Rồi cái sự cái kiểu mà lăng nhăng nó tự nói nó bị ổi vô liêm sỉ. Không ai nói luôn.